Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Thêm bằng chứng, dịch bệnh sinh ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc được chỉnh sửa để giấu nguồn gốc. Quý vị thân mến, hai nhà khoa học nghiên cứu về dịch bệnh tuyên bố họ nắm trong tay bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã tạo ra virus này trong phòng thí nghiệm và biến đổi để khiến chúng trông giống như tiến hóa tự nhiên từ loài rơi. Giáo sư người Anh Angus Alatis và nhà khoa học Na Uy tiến sĩ Birger Sørensen đã cho biết họ có bằng chứng ban đầu kể từ năm ngoái nhưng bị các học giả và tạp chí y tế lớn phớt lờ, tờ Daily Mail đưa tin. Nghiên cứu kết luận, khả năng dịch bệnh là kết quả của các quá trình tự nhiên là rất thấp, dịch bệnh đang cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người mỗi ngày trên khắp thế giới. Balajis là một giáo sư ung thư học ở London, được biết đến với công trình đột phá về vaccine phòng chống HIV. Còn Sørensen là một nhà virus học và là chủ tịch của công ty dược phẩm Umino, công ty đã phát triển vaccine phòng dịch bệnh là BioVax-19. Balajis cũng góp phần cổ phần trong công ty đó. Hai nhà khoa học cho biết, trong quá trình nghiên cứu vaccine dịch bệnh, họ đã tìm thấy dấu vết đặc biệt cho thấy virus không đến từ tự nhiên. Manh mối này là một hàng 4 axit amin tạo ra điện tích dương và liên kết với các tế bào âm tính của con người. Các định luật vật lý nói, không thể có 4 axit amin tích điện dương liên tiếp. Balajis nói, cách duy nhất bạn có thể có được điều này là tự tạo ra chúng. Hai nhà khoa học cũng theo dõi nghiên cứu đã được công bố của Trung Quốc, một số đã làm việc với các trường đại học Mỹ để chỉ ra các công cụ tạo ra virus như thế nào. Họ kết luận phần lớn các nghiên cứu đó đã sử dụng phương pháp nghiên cứu phát triển chức năng liên quan đến việc điều khiển các virus tự nhiên trong phòng thí nghiệm để làm cho chúng dễ lây nhiễm hơn, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu ảnh hưởng tiềm tàng đối với con người. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói trước Quốc hội tuần trước rằng nước này đã phát ra lệnh cấm nghiên cứu như vậy vào năm 2014, nhưng không thể biết liệu 600.000 đô la Mỹ tài trợ cho nghiên cứu y tế ở Trung Quốc có được sử dụng để đạt được mục đích nghiên cứu chức năng này hay không. Các nhà khoa học phân tích, một đại dịch virus tự nhiên sẽ biến đổi dần dần và trở nên dễ lây lan hơn, nhưng ít gây bệnh hơn. Đó là điều mà những người mong đợi ở đại dịch COVID-19, dường như điều đó đã không xảy ra. Khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh có thể bị xử lý hình sự. Quý vị thân mến, người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây truyền dịch bệnh sang người khác có thể bị xử lý hình sự. Tuần qua, nhiều bạn đọc đã thắc mắc các thông tin liên quan đến những hành vi vi phạm phòng chống dịch. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Thái Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã lưu ý rằng từ năm 2020, dịch bệnh đã được nước ta xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Về chế tài hành chính, điểm A, khoản 3, điều 7, nghị định số 117/2020 quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với những người nào thực hiện hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc người khác mắc dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Về chế tài hình sự, hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo y tế gian dối của chính bản thân mình còn có thể đối mặt với việc xử lý hình sự. Điều 1, Công văn 45 TANGTCPC của Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh quy định. Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh, đã được thông báo cách ly, thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây lây bệnh truyền nhiễm cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện hành vi khác, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, quy định tại điểm C, khoản 1, điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Các hành vi này bao gồm trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly. Hình phạt cho tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người thuộc trường hợp tại điểm C, khoản 1, điều 240 là bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, có thể thấy trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc khai báo y tế trung thực của mỗi cá nhân đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ góp phần giúp cơ quan chức năng kiểm soát được dịch bệnh mà còn tránh cho bản thân phải đối mặt với những hậu quả pháp lý không đáng có. Đề xuất chi 945 tỷ đồng hỗ trợ cho 300.000 người lao động cách ly y tế. Quý vị thân mến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 300.000 người lao động cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh với số tiền ước tính là 945 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn 1564 LDTBXH/BHXH gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến về việc xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế.
Trong công văn do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoàn ký nêu rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam đã có hai đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đợt từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 nghiêm trọng nhất đã tác động mạnh tới thị trường lao động và sản xuất kinh doanh. Dịch COVID-19 còn tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sử dụng một lượng lớn lao động, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế, thu ngân sách, nhất là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo quy định tại khoản 3, điều 99 Bộ luật Lao động, người lao động ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm thì người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, mức lương ngừng việc theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian cách ly y tế có thể kéo dài trên 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình do người lao động bị cách ly y tế, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính sách được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất là giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và để thực hiện chính sách này thì thỏa mãn hai điều kiện. Đối với địa phương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phương án 1, tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% dân số trở lên. Phương án 2, tại thời điểm áp dụng chính sách, địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% trở lên. Đối với người lao động đang thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch, có giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc người lao động phải cách ly y tế, quyết định cách ly y tế. Thời gian hưởng được tính theo thời gian cách ly y tế, dự kiến 21 ngày, không tính những ngày đã được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3, điều 99, Bộ luật Lao động. Mức hưởng được tính theo quy định tại khoản 1, điều 28, Luật Bảo hiểm xã hội. Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 là 5,6 triệu đồng một tháng. Hưởng mức chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng một tháng. Trường hợp hỗ trợ 300.000 người lao động trong 21 ngày cách ly tương ứng với 18 ngày làm việc, số tiền ước tính khoảng 945 tỷ đồng, bằng 7,4% kết dư quỹ ốm đau và thai sản. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến. Thủ tướng Bắc Ninh có nhiều sáng tạo trong phòng chống dịch bệnh. Quý vị thân mến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận đánh giá cao ở Bắc Ninh có nhiều sáng tạo, đưa ra các giải pháp phù hợp, kiềm chế dịch bệnh hiệu quả, từng bước ổn định đời sống sản xuất. Ngay sau khi hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã tham dự. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đào Hồng Lam, đến ngày 29 tháng 5, Bắc Ninh có 765 trường hợp mắc dịch bệnh tại 138 ổ dịch ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh đã truy vết gần 5.300 trường hợp F1 trên 37.000 F2 đang thực hiện cách ly y tế, trên 33.600 trường hợp đã lấy mẫu, trên 472.000 mẫu xét nghiệm. Tỉnh cũng đã tiêm gần 200.000 liều vaccine phòng bệnh. Hiện tỉnh Bắc Ninh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm này, có thể nói tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã được kiểm soát, đời sống của nhân dân dần ổn định, sản xuất, kinh doanh được duy trì. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở tỉnh vẫn còn cao, nhất là trong các khu cụm công nghiệp. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Thủ tướng đã nhận định Bắc Ninh là tỉnh đặc thù có mật độ dân số cao, số lượng công nhân ngoại tỉnh làm việc, thuê trọ đông, di chuyển phức tạp. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh có khó khăn và phức tạp hơn. Mặc dù vậy, Bắc Ninh đã triển khai mạnh mẽ, đúng hướng các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, có những giải pháp sáng tạo, phù hợp như tổ chức triển khai lại sản xuất, phân luồng lao động ở các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch, quản lý công nhân ở cả khu công nghiệp, nơi đã cách ly và chưa cách ly, quan tâm đến đời sống của công nhân ở khu công nghiệp, ở nhà trọ, rà soát, sàng lọc người lao động nước ngoài để tăng cường quản lý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều sáng tạo, đưa ra các giải pháp phù hợp, kiềm chế dịch bệnh hiệu quả, từng bước ổn định đời sống sản xuất. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên phạm vi rộng hơn, nghiên cứu giãn cách xã hội rộng hơn các khu công nghiệp, các vùng giáp danh với tỉnh Bắc Giang. Tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh việc xét nghiệm cho các công nhân ở trên các khu công nghiệp và vùng có nguy cơ cao. Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Ninh phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng chống dịch tại chỗ, các doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn với tỉnh, phối hợp tổ chức tốt và nhân rộng mô hình bố trí chỗ ăn chỗ ở cho công nhân tại các nhà máy. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch của Bắc Ninh ngày đêm vất vả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng. Thủ tướng tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm ngăn chặn được dịch bệnh.
Vĩnh Phúc cho hơn 13.500 học sinh lớp 12 trở lại trường để ôn thi tốt nghiệp. Quý vị thân mến, sau hơn một tháng tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh, Vĩnh Phúc vừa quyết định cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường học để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn đồng ý cho học sinh lớp 12 trên địa bàn đến trường để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 năm 2021 theo đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp phát sinh và lây lan dịch bệnh trong trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của ngành y tế, các bộ ngành liên quan và của tỉnh, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia dạy học, ôn tập và dự các kỳ thi, thực hiện triển khai y tế 3 ngày một lần, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai công tác phòng chống dịch của cán bộ, giáo viên và học sinh trong suốt thời gian ôn thi. Như vậy, hơn 13.500 học sinh lớp 12 năm học 2020-2021 của Vĩnh Phúc sẽ có thêm 5 tuần ôn tập trực tiếp tại trường học cho đến khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 7 năm 2021. Theo thống kê, có 13.563 học sinh lớp 12 trên 14.000 thí sinh ở Vĩnh Phúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong đó, số học sinh đăng ký xét tuyển tại đại học là 10.132 em, chiếm hơn 72%. Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị, nhà trường để hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác ôn tập và chất lượng các kỳ thi cũng như đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.